Chào anh em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thành EG đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ cập nhật cái tình hình đua Heroic đây. Và chúng ta đang có một người bám đuổi theo sau đây. Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và đang đến lap 5 rồi. Nhưng hiện tại thì mình đang là lap 8 nên mình cũng không quá lo lắng lắm. Và chúng ta sẽ tới và thực hiện tiếp cái nhiệm vụ ở đây. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ lấy các item bằng cách là thu nhập gold. Mình sẽ cần bao nhiêu cái? 19 cái à. Gold thì khá đơn giản thôi, không quá khó khăn. Ở đây này, chúng ta sẽ lấy hết chỗ này luôn. Cái gold nó hồi khá nhanh, được bao nhiêu cái rồi? 9 trên 19 này. Trong tất cả các nhiệm vụ là nhiệm vụ thu hoạch gold là nhiều nhất, dễ nhất. 19 này. Xem cái này là bao nhiêu ta? Đây là 19 trên 19 rồi. Một cái nhiệm vụ nữa là chúng ta Breeding Dragon 2 con và chiến thắng một cái trận ở phần Win Battle. Và mình sẽ vào trong phần Liquid Battle này và chiến đấu rồi. Mình sẽ còn 2 cửa nữa ở đây. Chúng ta sẽ cần thay đổi mấy con rồng một chút. Rồi, và ta sẽ vào thôi. Chiến nào, chiến phần Liquid thôi. Đây, chúng ta sẽ có 2 cửa nữa. Let's go, tiến lên. Ở đây thì chúng ta sẽ đối đầu với con gì đây? Con đầu tiên của mình là con Mirai. Và sẽ đối đầu với một con Portera. Con này nó hơi khỏe một chút nhờ. Xem nào, chiêu thức gì có thể hại được nó đây. Chúng ta sẽ dùng con Legendary của mình. Và chúng ta sẽ dùng chiêu đầu tiên Aurora. Bao nhiêu máu? 8.600. Khá ổn. Hammer Force. Nào, búa tạ Aurora này. Kết thúc. Nó sẽ có một con gì nhở? Con này là con mình cũng có con này đây. Con cấp 20 là con gì ta? Con này con là Elemental Dragon rồi. Có 7.000 máu thì đúng là một hit. Nó có hệ Terra đầu tiên. Mình không có hệ chiến binh nên không khắc chế được cái hệ này. Và mình sẽ dùng cái chiêu đầu tiên. Đấy, anh em có thể nghe thấy mỗi khi mà ra chiêu ấy thì nó có cái tiếng chuông chuông gì nó reo lên này. Con này có 1.000 máu à? 1.000 máu hệ bóng tối đây rồi, ánh sáng. Đi Earth Beam. Hủy diệt nó. Hủy diệt này. Bao nhiêu máu? 18k máu. Chết luôn. Đỡ thế quái nào được. Chúng ta sẽ còn hai cái phần lá nữa là phần sinh sản rồng. Chắc có vẻ là hơi lâu đấy ta. Thì mình sẽ có ba cái chuồng đây. Mình chưa sinh sản con nào. Đầu tiên ta sẽ tìm tới mình sẽ tìm tới danh sách mấy con rồng của mình. Đầu tiên mình sẽ like con Deep Red này. Giữa con Petroleum và con Steampunk cũng được, hoặc con Aqui đi. Con Aqui và con Burning có vẻ là hợp lý hơn. Aqui là hệ gì? Burning là hệ lửa rồi. Còn Aqui nó sẽ hệ sấm sét à? Tìm thôi, chúng ta sẽ tìm tới. Và nó yêu cầu ở trong cái Sanctuary nhá. Đây, nó sẽ yêu cầu. Ok, đâu nhỉ? Đây, nó sẽ trong cần yêu cầu là Sanctuary cấp 3. Burning là hệ sấm sét. À, con con pin, con dòng pin là hệ sấm sét. Đầu tiên ta sẽ tìm thấy cái hệ sấm sét trước này. Đây, Battery Dragon. Và con hệ lửa là chính là cái con Burning Dragon đây. Start Breeding. 8 tiếng à, 9 tiếng đi. Không biết là con gì luôn. Cầu mong sẽ là con Deep Red. Nó sẽ có thông tin là gì. Ở đây thì nó sẽ có 23 giờ cơ. Thời gian dự kiến là 23 giờ 51 phút thì tương đương với một ngày cơ. Chắc không phải rồi. Tiếp theo mình sẽ sinh sản giữa con rồng để tạo ra con Jelly. Jelly Dragon thì cũng cần cái Sanctuary cơ. Không cách nào khác cả. Không thì ra sẽ sinh sản giữa con con rồng lửa đôi và con Ice Cuber. Thì mình phải up cái con rồng lửa đôi trước đã. Chúng ta sẽ vào đây và up con lửa đôi này. Con lửa đôi đâu ta? Con lửa đôi Double Flame. Chắc chắn là mình sẽ có con đấy. Đây, Double Flame đây. Like luôn. Ở bên này ta sẽ like hai con yếu yếu thôi. Mình sẽ like giữa con hệ lửa. Đó chính là cái con cơ bản nhất của hệ lửa. Đâu ta? Chắc nó tận ở dưới cùng cơ. Đây, con Flame. Và một con hệ Terra. Terra cuối cùng thôi nào. Bonzo này. Sinh sản mấy tiếng? 59 giây con cùi rồi. Ở đây ta sẽ sinh sản giữa hai con không được. Con này không được. Chúng ta sinh sản con cơ bản thôi anh em.
con hệ lá cơ bản nhất, đó chính là con phía cuối cùng này, con nature này. Và con hệ nước cơ bản nhất, đó chính là con gì? Con Sea Dragon, con Seishi. Bao tiếng? Cũng là 9 tiếng à. Con này nó sắp ra luôn rồi. Ba mươi mấy giây nữa sẽ ra thôi. Chắc là mình sẽ dùng game để thực hiện xong cái nhiệm vụ này thôi nhỉ. Hoặc là mình có thể là dùng cái này luôn. Free spin nào. Bong, ra đi. Ôi dồi, tí thì hoàn thành xong luôn cái nhiệm vụ này. Được có một cái item thôi, hơi đáng tiếc nhờ. Chúng ta sẽ quay trở ra này. Và mình sẽ sử dụng cái Finish Notes, sẽ mất là 4 game. Dùng luôn. Chúng ta sẽ thu hoạch thức ăn, hatching và chiến đấu. Ok, chiến đấu một trận nào. Đầu tiên ta sẽ bắt đầu với một con Sunrise. Sunrise Dragon. Sunrise đúng không? Nó mới dạng cấp 1 thì phải. Khá là yếu thôi. Đây, đây chính là con Sunrise Dragon này. Mặt trời mọc. Mặt trời mọc. Có cả hình mặt trời lên này. Rồi, mình sẽ dùng cái Dia Thunder. Giật xét nó. 10k máu. Đến cái màn này thì nó sẽ đợi hơi lâu đấy. Chắc cần khoảng 20 phút cho một cái lượt có thể thi đấu được. Ở đây mình sẽ ra bao nhiêu phút. Đấy, nó khá là dài. 19 phút, gần 20 phút luôn. Rồi mình sẽ đi lấy hatching. Hatching thì khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có thể hatching con này. Con này thì một con là Fury Dragon. Con này là lấy mình lấy ở trong cái phần arena. Chắc cho về luôn này. Đây, đây chính con Fury Dragon. Con này thì chúng ta sẽ có thể cho nó lên cấp lên một chút. Từ từ nha, ta sẽ tắt cái quảng cáo đi ạ. Fury Dragon. Thật sự là mình cũng không dùng mấy con đấy lắm, nên mình cũng không quan tâm nhiều. Chúng ta sẽ quay trở ra. Và ta sẽ lấy cái hòm ở đây. Chúng ta sẽ còn một mảnh nữa rồi sẽ hoàn thành được cái phần này. Mình sẽ dùng con vũ trụ này, con Skipper và con Waps. Con Duzu luôn. Cái này xây sắp xong được một cái tầng rồi. Và chúng ta sẽ đi lấy thức ăn nhở, đúng không? Lấy thức ăn cũng như là lấy vàng, đúng không? Hatching xong rồi này. Chúng ta cần 10 cái quả thức ăn. Được một quả này, hai quả này. Đấy, được hai quả đấy. 700. Để nó thì tiếp tục mà trồng ra nhất có thể. Mình sẽ lấy một viên game ở đây, cũng như là tăng khả năng làm gold ở đây. Rồi. Và sử dụng một lần là tăng công này. Đấy. Còn cái tòa tháp này là có thể là khi mà chúng ta trồng những cái cây mà lâu ngày ấy, ta ấn lên một phát thì nó sẽ trồng được luôn. Rất là tiện lợi khi mà chúng ta cần nhiều thức ăn. Mình sẽ vào trong cái thế giới này cái. Và chúng ta sẽ đi đào khoáng sản. Mình đã mở được cái mỏ khoáng sản cuối cùng rồi đây. Rất là ngon. Mỗi lần nó sẽ mất là 45.000. Tiếp tục khai thác thôi. Và mình sẽ nâng cấp tất cả cái này lên. Lấy mấy cái mảnh lấy rồi à? Đây, vẫn còn mà. 249 này. Hết sạch rồi. Chúng ta sẽ dùng cái bệ đá này để summon ra một số con rồng mới ở đây. Chúng ta thiếu cái crystal. Rồi, grab. Hết luôn. Yêu cầu là mấy viên? Yêu cầu là 4 viên. 3 viên rồi. Đây viên thứ tư. Rồi, xong. Đầu tiên thì chúng ta cứ lấy cái loại nguyên liệu thô trước đã. Đây, nó sẽ cần 2 viên này. Và 5 viên đấy thì mới được 2 cái viên đá nó đẹp hơn. Thế là sẽ cần cái này là 10 viên. Bao nhiêu viên rồi? Rồi, chúng ta sẽ có thể là... Từ từ đã nha. Mình không biết cái này là bao nhiêu viên. 26 viên à? 26 viên có thể grab cái này được rồi. Nó chỉ cần mất 10 viên để tạo ra hai cái viên đá ấy thôi. Rồi, tiếp theo là viên đá màu này. Vật liệu thô này. 143 cơ mà. Ủa, cần 15 cái cơ. 15 cái thì nhanh thôi. 5525. Chúng ta sẽ cần là tầm khoảng 75 cái viên đá thô này. Không quá khó khăn. Đấy, 7 trên 15 rồi kìa. Nhanh thôi. Và mình sẽ triệu hồi thêm một con rồng mới từ vũ trụ này. Có một số bạn bảo mình là anh nên xây một số cái môi trường hệ ngoài vũ trụ ấy, thì mới có thể để mấy cái con kia vào đây. Để mình thử xây xem. Cái này mình có 3 trên 4 này, vẫn thiếu này.
cái viên đá đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ đủ đá ở đây nha. Và chúng ta sẽ cần khoảng là bao nhiêu? 10 viên à? Không biết có đủ không? Hình như không đủ rồi. Chắc chắn là không đủ luôn. Đây là có 5 viên rồi. Mình cần thêm 5 viên nữa thôi. Cố lên ạ. 23 rồi. 24 này. Và 25. Vừa đủ luôn. Quá đẹp. Chúng ta sẽ tạo ra 2 viên này. Ô, mình vẫn thiếu 1 viên này. Đấy, bây giờ mới chuẩn này anh em. Thêm 1 viên nữa. Đủ. Và chúng ta chỉ thiếu đúng 1 viên đỏ này thôi. Đâu rồi? Chế tạo nốt nào. Ok, phía dưới này 4 viên. Đấy, bây giờ ta có thể triệu hồi được cái con rồng ở trong vũ trụ rồi. Một con rồng mới nha. 3 tiếng, 4 tiếng nữa nó sẽ được triệu hồi ra. Chúng ta sẽ quay trở ra nào. Và mình sẽ đi thu hoạch tiếp cái thức ăn thôi. Đây rồi, chúng ta đã trở lại cái khu vườn chính của mình rồi. Vừa ngoái là lên trên vũ trụ một chút. Chúng ta sẽ cần là 10 cái quả đúng không? Được có 3 quả thôi, hiện tại mới được có 3 quả thôi thì phải. Đấy, được có 3 trên 10 thôi. Và chúng ta cần phải chiến đấu thêm. Và chúng ta sẽ đợi khoảng 14 phút nữa để đối đầu. Ủa, con Sybirus rồng 3 đầu này. Con Wizard, con Mana. Con Ozone là một con đại bàng. Pure Electric, Super Terra. Ủa, Super Terra mình chưa nhìn thấy bao giờ luôn. À, con này nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Con Manlai Legendary này, đẹp chưa? Rồi, chúng ta sẽ cứ đợi thôi nhờ. Thức ăn đầy rồi này. 4 cái này, 4 quả này. Mới được có 4 quả thôi. Chúng ta vào đây sẽ thực hiện nốt cái phần Liquid nào. Để chuyển qua số Liquid 38. Ở đây ta sẽ gặp con rồng gì đây? Ồ, đã có rồng rồi này, đã có con khỉ ở đấy. Thật như này đã có cái con khỉ Heroic Ray này. 25 mà có 26.000 máu nhỉ. Nó bị khắc chế luôn cái hệ đầu tiên của mình. Ui chà, đánh xem bao nhiêu máu, 9.000 máu đấy. Ghê phết nhỉ. Con này khắc chế bởi chiêu nước và chiêu băng. Cấp 25 mà có 26.000 máu thì cũng hơi thấp thật. Cảm giác đúng là thấp. Khá đẹp đấy con khỉ này. 33.000 máu. Con Terra đây. Con gì nhỉ? Strong Potera. 11.000 máu. 11.000 máu đi đúng một hit thôi. Mình sẽ được tăng đam và tăng công ở trong cái phần này. Cuối cùng là con Legendary. Cái con mà lần trước chúng ta cũng có rồi đấy. Mà mình cũng chưa dùng cơ. Con này mình mới có cấp 1, mình để trong nhà. Nó có hai hệ, hệ pua và cái hệ lốc xoáy. 15.000 máu. Xong luôn. Chúng ta đã xong được cái Liquid số 37. Và mình sẽ chuyển qua cái phần Liquid số 38 ở đây. Được thêm 3 viên game này. Mình đang được cái tăng công trong vòng 1 tiếng. Cái tòa tháp, từ cái tòa tháp ấy. Đây rồi, gặp ngay một bé rồi, ngon. Được đấy. Mình sẽ dùng chiêu gì đây? 15.000 máu là đối đầu với một con trên này. Thì ta sẽ cho chú tể thiên hà đối đầu nhau thôi. Tại vì nó có hệ khắc chế mà. Mình 19.000 máu cơ. Bằng cấp này. Nó không luyện sao. Ui, 22.000 máu sốc đam ngay trên luôn. Sợ nhỉ. Yếu thôi, có 2k máu thôi. Để mình hạ nốt con này. Ui, con này 13.000 máu này. Tại vì nó là cấp 22. Đánh cũng được, nói chung là đánh cũng được. Cái team như thế này. Mười nghìn máu. Còn một con cuối cùng nữa. Con này trong bí kíp điện rồng đây. Chiêu kim loại à? Kim loại thì nó không khắc chế mình. Được có 4.000 máu thôi. Đây rồi, mình có chiêu ánh sáng rồi. Điết bim. 20k máu không? 19.000 thì 19.880 máu.
Chúng ta sẽ sang cái phần mới này. Ở đây là sẽ có hai cửa tất cả. À không, có tất cả mình gánh được hai lượt nữa. Elementals con seashell. Có gì đâu, bọn này yếu mà. Snowstorm đi. Lava bone đi, lava bone. Lướt qua sẽ được bao nhiêu máu? 5.000. 5.000 thì hai phát sẽ giết được con Elemental Dragon này. No damn nhá. Nó dùng chiêu gì nhỉ? Chắc nó dùng chiêu lửa. Lửa sao khác lửa được. Tiếp theo là con Seashell Electric. Ánh sáng à. Ánh sáng mình có, à đây, mình có chiêu lá đây. Vừa đẹp. Mười mấy ca máu gì đó. Tầm 11.000 máu. Còn Seashell 9.000 máu, cấp 21. Mình nâng mấy con này làm cái gì ta? Mình không hiểu lắm. Chúng ta sẽ có chiêu Lightning. Lightning nào. Giật xét đó. Chết không? Ồ, 11.000 máu luôn. Chúng ta sẽ sang còn một cửa ở phần cái Lewis này nữa này. Ok, nó sẽ đấu với ai đây? Xem có con nào mạnh không ta? Có gì đâu. Ủa, con gì đây? Con 15 là con gì đây? Nhìn nó cũng khá là đẹp chứ nhờ. Nó sẽ là bóng tối à? Bóng tối thì nó sẽ swap con chú thể thiên hà ra và dù chiêu ánh sáng thôi. Là có thể hạ gục tốt nó thôi. Đơn giản. Bóng tối này. Giật xét. 18 ca máu. Chứ là con này khá là trâu. Con này con gì đây? Nó có hai hệ ánh sáng và bóng tối rồi. Mình lại không có chiêu bóng tối. Trong tất cả con này không có chiêu bóng tối nào cả. Rồi nên thế mình sẽ dùng chiêu Aurora đi. Con rung chuông. Và cuối cùng là con gì đây? Con này giống dòng Pokemon đấy nhở? Giống con thần biển cả trong Pokemon thế. Đây rồi, mình có tuyệt chiêu rồi. Lốc xoáy này. 21.000 máu. Trầu thật. Căn bản là cái chiêu đầu nó đã khỏe rồi. Nó khỏe hơn cả Thunder đĩa Thunder cơ. Đấy, sẽ claim được thêm 100 cái này. Không có gì cả. Thu hoạch thêm thức ăn. Để cố gắng vượt qua được cái bàn kia. Thêm được một cục thức ăn nữa. Hiện tại đang là bao nhiêu rồi? Hiện tại đang là 6/10, còn thiếu 4 cục nữa. Con này cũng sinh sản xong rồi đây. Con vớ vẩn gì đây? Chúng ta sẽ sinh sản lại hai con kia nhá. Tầm khoảng 4 tiếng là đẹp thôi. Nhiều quá thì nó cũng không ổn. 54 giây lại một con vớ vẩn rồi. Lại mất công mình đi, mình sinh sản của nó rồi. Thức ăn này, trồng nhanh thế. 5 cái thì phải, 5 cái item rồi. Trồng tiếp tục này. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ gì nữa không ta? Bao nhiêu cái thức ăn rồi? 7/10. Vấn đề là còn vướng mắc mỗi cái chiến đấu thôi. 20 phút mới chiến đấu một lần được. Đấy rất là đông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 20 bằng 160 phút. Wow, gần 3 tiếng đồng hồ. Để có thể làm xong được cái nhiệm vụ này thì rất là khó nha. Cứ lấy hết vàng đi á, lấy hết thức ăn đi á. Để làm xong cái nhiệm vụ và thu hoạch cái quả đã. Xong rồi tính sau. Đằng nào thì mình vẫn phải trồng mà. Đây, đang trồng lại thêm này. Chúng ta còn thiếu một cái thôi. Rồi, mình sẽ vào trong phần chiến đấu nha. Mình sẽ đi phần arena đi. Phần quest thì hiện tại là mình không có con kim loại. Nên mình không thể vào được cái Twister Cup này. Đây, không có hệ kim loại đầu tiên. Rồi, ta sẽ chiến đấu ở trong phần arena thôi. Mình mục tiêu mình đang là 3.000 cúp đây. 3.000 cúp được đổi con mới. Sẽ tặng cho con mới. Let's go, vào thôi. Sao vào được ta? Cũng là mình ấn skip à? Nhầm, ấn nhầm ạ. Ok, phía này sẽ có một con legendary. Một con gì nhỉ? Mình cũng có con này đây. Rất là yếu.
10.000 máu cấp 15. Chỉ cái nhìn hình đẹp thôi. Chúa tể thiên hà này sẽ dùng chiêu Aurora khắc chế luôn. 22.000 máu. Trầu vãi. Còn nữ phù thủy, nó chiêu bóng tối. Bóng tối thì mình có ánh sáng rồi, không lo lắng. Đất bim hủy diệt đó, một phát này 22.934 máu, trâu thật. Con rồng lửa, con rồng đỏ. Ok, nhà sẽ dùng chiêu đất bim thôi, tại vì nó đều là bóng tối hết cả mà. Mà chiêu này khỏe nhất đối với mình. 7 luôn. Mình có một ải thôi mà. Chúng ta sẽ tìm đối phương khác này, một con Petrodaxi này, Matthias và Origami. Chúng ta hãy chỉnh đội hình chút. 2000 vàng cho mỗi lần là skip anh em ạ. Đặt thế. Đây, để có vẻ ngon này. Chiến đấu thử nào. Đây nó sẽ một con Hack Queen thôi, có gì đâu. Hack Queen quá bình thường, không có quá gì nhiều. Chiêu đóng băng này, đóng băng nó. Còn tiếp theo là con Matia Ascap. Đấm à, quyền nổ à. Nó là lửa đúng không? Lửa thì mình có hệ nào khắc chế nó không nhỉ? Không có. Con này có nước không? Không có luôn. Thôi đấm thường thôi cũng được, đủ chết rồi. Hai quả thiên thể va chạm nhau 34.000 máu kìa. Đây là cái con Legendary mà mình nhận được trong hòm đây. Nó cũng có 4 chiêu. Và máu nó cũng khá là ổn chứ nhỉ. 1.200 mà mới có cấp 13. 34.000. Ôi, khỏe thế nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.